cho tất cả các bạn, và hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi ghé thăm nhà máy một vàng về. Công đoạn đầu tiên của việc sản xuất đó là lắp các lò xo vào trong center. Người công nhân sẽ lắp lò xo vào center và chuyển sang khâu tiếp theo. Ở khâu tiếp theo, người công nhân sẽ bắt đầu lắp center vào trong kho bằng một chiếc máy vặn ốc. Ở công đoạn tiếp theo, người công nhân sẽ bắt đầu lắp những chiếc center cap vào trong center. Sau khi được đúc hoàn thành thì các viên góc và cạnh sẽ được lắp ráp và được chia riêng ra và đưa đến khâu lắp ráp. Người công nhân chỉ việc lựa ra cạnh và góc và ráp vào một khối chiều hoàn chỉnh và đưa đến công đoạn tiếp theo. Và ở công đoạn cuối cùng đó chính là công đoạn dán sticker. Người công nhân sẽ dùng một miếng băng dính và dính các mảnh sticker lên và như việc cành và dán nó lên rồi. Đây là một phương pháp chung và hầu như ai cũng đều biết và đã từng sử dụng. Đây và đây chính là công đoạn đưa bê. Người công nhân sẽ dùng một chiếc bình xịt và có vòi xịt và dùng một thanh que đẩy các vào cất của đưa ra và xịt đưa bê, và cuối cùng đó là vào hộp. Và đây chính là thành phẩm